Xin chào các bạn, hôm nay mình làm tàu hũ non nha, bằng sữa pha mi nè, sữa đậu nành pha mi á, làm siêu tốc luôn nha, chỉ 5 phút là xong. Giờ mình đã cho hai bịch sữa tươi vào nồi nha, giờ mình bỏ thìa dao câu vô, mình quậy tan ra nha. Khi nào sữa đậu nành của mình nó sôi lên thì mình tắt bếp. Giờ mình hớt bọt nha. Giờ mình chỉ chờ cho nó nguội lại là mình dùng là được rồi. Giờ nó đã sôi nha, rồi bắt đầu mình tắt bếp và mình đổ gia tô và mình vớt bọt nha. Giờ mình đã đổ ra cái thau nhỏ này và mình vớt bớt cái bọt li ti này ra cho hũ mình nó được mịn nha. Trong khi chờ đợi tàu hũ mình nó nguội thì mình đi thắng đường nha, thắng đường để ăn tàu hũ. Tàu hũ của mình đã nguội rồi nha, giờ mình đi cắt cái chai và mình vớt cái chén ra nha. Cắt cái chai này mình vớt cái chén nè. Cho nước cốt dừa vô. Mình cho đường vô nha. Thế là mình đã có chén tàu hũ dùng tại nhà rồi nha.